chiêng mó tiếng gì bản giao chiêng chạm dòng 6 tấc cho đình Phước Hưng ở xã Phước Long, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Không 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 nên là vậy. Đủ lắm cái không? Dạ nó thiếu một hai nặng thôi, nó là 17 kg à 7 kg 8 chú. Sao hồi nãy nói 8 kg 2. Dạ 8 nó có hiện tại con chỉ còn cái cỡ này thôi. Nó một nặng hai nặng không xin nhê gì chú. Chú cứ đánh thử được con rồi. Bao tiếng mà. Không. Nhưng mà tại sao không để đen mà sân không để để kiểu gì rồi chú? Nếu mà chạm rồng á mà mình để cái màu vàng á là nó không có lỗi con rồng, bắt buộc là mình phải làm đen. Nếu như mà chú muốn lấy chú cứ chà bên trong này nó ra màu vàng, chú có cái nhám hoặc là lấy con dao cạo con cạo chắc. Dạ biết rồi, nhưng mà cái này nè góp ý với em nè. Dạ chú, không nên sơn màu đen. Dạ tự động cái đồng nó vẫn lên màu đen. Dạ nhưng mà em khắc cái này xong rồi á, em lấy cái cây lấy cái cục phấn á, dạ chà qua một vòng vậy là nổi lên cái màu trắng, nổi lên hình rồng liền. Nhưng mà nó lại không giữ được cái màu phấn, nó lại không giữ, nó không giữ. Nhưng mà sau này nó nổi lên rồng đen, nó đóng cái bộ vô nó vẫn giữ. À chắc dạ ăn nó vẫn giữ, bị cái này khắc sâu vô chút xíu. Không không, tụi con này khắc là khắc nhẹ thôi, nó sợ ảnh hưởng đến cái chiêng, cái chiêng chuyên môn mà cái người đánh nó không bể. Nhưng mà dạ, cái chiêng này mà giờ cho mượn nó tán là về đánh bể liền. Không biết tại sao vậy, hồi nào tới giờ đình không dám cho mượn cái chiêng. Không không cho mượn. Với cái thứ hai là con xin với chú là chú thấy cái cao su này, đó là phải cao su mềm. Còn mình cứ cực vịt cứng á thì có nào cũng bị bể. Nhưng mà này đủ 6 tấc mặt không? 6 tấc chưa, con không có đình chùa miếu là con không có nắm nào vậy. Dạ. Dạ. Nói 6 tới chứ có 5 tới 9 rồi. Tụi con là tính cả gu, có cả gu ở đây nữa. Đó, ừ. Tính vào gu của nó bên rìa ngoài này. Là nó 6 tấc. Dạ. Nhưng mà tính cái mặt này thôi, đã kêu nãy nói cái mặt phải không? Cái mặt á. Dạ. Không, nhưng tụi con sản xuất lại không tính như vậy. Biết rồi. Dạ, tụi con tính là tính cho phủ bì. Không á, nhưng mà ở đây người ta tính cái diện này nè. À, dạ. Nếu mà có như vậy thì tụi con lại không có ngay được. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tại vì hồi nãy nói là đã có, mình đã quét. Dạ. Nhưng mà lại chưa đạt hơn. Có qua đơn gì không? Thay mặt cho ban thánh tiết phụng thỉnh tứ diệu linh thần nội điện ngoại điện tôn thần cảm ứng chứng chiếu phẩm chứng minh ngoài ban thánh tiết sắp sửa lại cho linh thần được cái kiên ở cơ sở thứ nhì để mình tới đây kiến tác người ta bán cho linh thần cái chiên rồi gian tặc nó lấy mất rồi hay mua lại. Cái ông thần này đó là ông cả với ông bái đó. Dạ. Mà ông lại lấy cái đá thần này ông đem về dưới mà đem ra tới ngoài sông nó ói mửa hết trơn trời đem vô trả, không dám đem. À dạ, con mô Phật. Dạ. Chứ không phải ông lên đâu. Dạ. Nó vô lấy cái chuyện. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, hồi đó mấy cái thằng Pháp nó xuống đây nó lấy thầy sắc thần ra nó coi. Dạ. Cái sắc thần này danh dự cho cái xã Phước Long nghĩa lắm là
là không biết hồi sau hồi đó cái thời Thiệu Trị năm 1847 đó, là chính là hoàng thân đó là phê chuẩn vô trong cái sách thần là để một cái câu là thánh tổ nhân hoàng đế tôn thần. Dạ con mô Phật. Cái câu đó dữ dội lắm chứ không phải dễ nha. Dạ. Chứ còn đại càng Nam Hải quốc gia tôn thần là cái chuyện bình thường, tức như quân đội triều đình và ông tướng nào đó được về tôn thần. Dạ. Thì cái đó nó hợp lại, mà cái này là thánh tổ của nhân hoàng đế, tất nhiên là người thánh tổ của dòng hoàng thân. Dạ con mô. Cái câu đó. Dạ. Cái này định này linh dữ lắm à. Tôi nói mà tôi còn phải sợ đó chứ không phải. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái nó xuống nó mặn thịt dê ăn, cái nó lấy dây gươm nó chùi vậy. Dạ. Nó ăn xong rồi ra nó dứt neo nó thả xuống vậy ha, trên bờ chùi xuống vậy chìm, cái chắc nó đợi sống được tới 2-3 người. Dạ. Hai chân nhất nữa sẽ phải.